Xin kính chào các bạn. Sáng nay ngày 4 tháng 11 năm 2019, tôi xin dâng các bạn một clip với tiêu đề là Lan rừng và chuyện Sa Cơ lỡ bước. Hy vọng có thể rút ra một điều gì đó cho các bạn nếu có hạ cố ghé xem clip này của tôi. Thưa các bạn kính quý, cuộc đời tôi đầy trắc trở, không may mắn. Chuyện thì lê thê lắm. Nay chỉ xin kể các bạn nghe một trong những trắc trở ấy và đọc hầu các bạn bài viết Đời người khi Sa Cơ lỡ vận. Theo Shimani.tw do Minh Vũ biên dịch, đăng trên trang Đại Kỷ Nguyên dkn.tv. Mong các bạn hạ cố ghé xem ạ. Thưa các bạn kính quý, năm 1988, một anh bạn chủ động làm quen tôi qua một cuộc rượu do anh ấy mời thông qua một người bạn cũ khác. Và thế rồi tôi và anh ấy thân quen từ lúc nào tôi không rõ. Cùng trạc tuổi, lại khéo chiều những sở thích vặt của tôi, như chuyện trò về hoa lá, chim muông và thơ thần. Mà cỡ tôi, thơ con cóc chưa thạo thì không phải là khó chiều ạ. Bởi vậy chẳng mấy chốc tôi tin tưởng như một người bạn tâm giao. Thi thoảng chén thù chén tạc. Nói vậy xin các bạn đừng hiểu lầm, rượu tôi chỉ lưng chén mắt trâu là đủ ạ. Và rồi anh ấy nhờ tôi vay hộ những khoản tiền lớn, khi 5 triệu, khi 7 triệu. Chỗ này phải thưa để các bạn rõ, lúc đó những thửa đất đẹp quê tôi chừng hơn triệu bạc mà thôi ạ. Như vậy vài triệu với tôi là một món tiền cực lớn. Và có lần anh ấy nhờ tôi trả nợ giúp 700 ngàn, gần nửa thửa đất quê tôi ạ. Bởi số tiền mỏng và cả nể, tôi không đếm lại khi nhận tiền, nên về nhà thấy thiếu 150 ngàn đồng. Tôi hốt hoảng phóng xe xuống nhà anh ấy, cách nhau chừng 5 cây số. May quá có cả hai vợ chồng đều ở nhà. Chị vợ, một tri thức trẻ, anh chồng tốt nghiệp một học viện có tiếng. Nhìn sắc mặt chị vợ thì ngỡ ngàng, nhưng anh chồng thì bối rối, nói không nhầm, chắc tôi đánh rơi ở đâu đó thôi. Sau khi tự tay lục lọi tung hòm tủ trong nhà anh ấy để chứng minh 700 ngàn đã giao cho tôi là đủ. Tôi nhớ bữa đó mình đã ngồi phân tích hàng giờ liền với cả hai vợ chồng rằng sự nhầm lẫn ở đời không như cái gì cả. Đây chỉ là chuyện nhầm lẫn chứ không phải là cố ý. Rồi thì về luật nhân quả một cách nhẹ nhàng nhất. Hồi lâu, rất lâu ạ, thì anh ấy vỗ đùi và bảo chết tôi rồi. Tại tôi, 150 ngàn, giá ngang 1/10 thửa đất ạ, tôi đã giao cho anh X rồi mà tôi không nhớ. Và cả ba chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đưa cho tôi thêm 150 ngàn tiền thiếu và những lời xin lỗi ngọt ngào. Thế và tôi vẫn vay hộ anh ấy những món tiền bằng 5-7 thửa đất. Đất đai bấy giờ rẻ lắm các bạn ạ. Và chuyện gì xảy ra phải xảy ra. Quả bong bóng tài chính trên cả nước năm 1989-1990 nổ tung. Anh ấy vỡ nợ. Và món tiền của tôi vay hộ, lãi mẹ để lại con. Mà thưa các bạn kính quý, lãi suất lúc đó kể lại như một giấc mơ hãi hùng, 12% một tháng ạ. Lãi suất bây giờ tối đa cỡ 1% phải không ạ? 1% một tháng, nhưng lúc bấy giờ là 12% một tháng.
do nhà nước quy định ạ. Món nợ khổng lồ đó tôi phải gánh chịu khi vợ chồng anh ấy không còn khả năng xoay sở. Và cả hai vợ chồng đều xoay lý bảo với tôi rằng đều phải chịu chung món nợ này. Vì lúc đưa tôi đi ngắm hoa, lúc thì chén bia, chén rượu. Thế là hùn vốn để kinh doanh chứ không phải tôi vay hộ nữa. Tôi như chết đứng và rơi vào vòng lao lý. Chuyện dài dòng lắm ạ. Khi khác tôi kể các bạn nghe. Còn những chuyện hãi hùng hơn ạ. Xô đẩy tôi trong cuộc sống. Nhưng thưa các bạn, lạy trời lạy Phật, may thay tôi có gia đình thân thương. Kinh tế cũng nghèo nàn, nhưng thân thương và vài người bạn cực thân trong nhiều năm liền đã cưu mang, giúp đỡ tôi. Ơn này tôi không bao giờ trả được ạ. Xoay sở đủ bề, sau 5 năm tôi cũng xong nợ, nhưng điêu đứng lắm. Xin lỗi các bạn, chuyện dài dòng quá. Còn sau đây xin hầu các bạn tham khảo bài Đời người khi xa cơ lỡ vận. Có 3 loại tình không động, 3 loại người không phạm và 3 việc không nên làm. Sông có khúc, người có lúc. Nhân sinh tại thế khó tránh khỏi những lúc biến động, sóng gầm. Khi xa cơ thất ý thì cũng chính là lúc chúng ta dễ phạm phải sai lầm nhất. Có những sai lầm có thể sửa đổi, tuy nhiên có những sai lầm khó có thể cứu vãn. Vậy nên người ta khi thất ý xa cơ có 3 loại tình không nên động, 3 loại người không nên phạm và 3 việc không nên làm. Thứ nhất, bạn giàu có. Khi xa cơ lỡ vận thì không nên tìm cách tâm giao với người giàu có hơn mình để tìm kiếm cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Hãy nhớ, bất kể là bạn hy vọng vào người giàu đó có tu dưỡng, lương thiện đến đâu, nhưng đa phần những người có tiền tài địa vị thường không thích kết giao với người nghèo khó hơn họ. Nếu như gặp khó khăn mà bạn lại kỳ vọng vào những người như vậy thì kỳ vọng càng nhiều, bạn thất vọng càng nhiều. Thứ hai, bạn chung vách. Bạn chung vách là nói đến những người bạn đồng khóa, đồng niên. Những lúc tai ương thất thế, tốt nhất đừng trông cậy vào những người bạn này ra tay tương trợ. Dù cho họ nhủ lòng thương xót thì bản thân mình cũng đã mất đi thể diện và lòng tự tôn, bị đả kích tâm lý, không cách nào giải thoát được, thậm chí còn khiến bản thân mất đi ý chí phấn đấu. Vậy nên loại tình cảm này có thể duy trì nhưng không thể dựa vào trong những lúc khó khăn như vậy. Thứ ba, người vị tư. Người vị tư thì ngay cả lúc bình thường cũng cần nên tránh. Cho nên khi không tiền mà gặp phải người này thì lại càng phải chú ý nhiều hơn. Khi bạn gặp phải người này thì chớ mong gì một tương lai tốt đẹp với họ được. Tình yêu lúc đó rất có thể trở thành một ngõ cụt không lối thoát, hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Khi nghèo, không phạm tới 3 kiểu người sau. Thứ nhất, người đồng hành. Người đồng hành chính là người có hoàn cảnh tương đồng với mình, không khác mình là mấy. Khi chúng ta xa cơ lỡ vận, nghèo khó bần hàn, người chung cảnh ngộ thì lại càng phải tương trợ nhau hơn, không nên đấu đá, chèn ép lẫn nhau. Thứ hai, trẻ em và người già. Trẻ em và người già, một bên là cần tôn kính, một bên cần yêu thương. Làm người mà phạm phải hai người này thì bất kể là người giàu, người nghèo, đều bị người đời phẫn nộ. Khi đó không những không thể thay đổi được hiện trạng mà còn tự đưa mình vào chỗ bế tắc, lại càng bế tắc hơn. Thứ ba, người có khí lớn. Người có khí lớn ở đây là chỉ người có danh có tiếng.
và người có tính khí mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng lớn. Nếu không, không những không được lợi ích gì mà còn rước họa vào thân. Nguyên nhân bởi những người này thông thường tính cách mạnh mẽ, dễ có những phản ứng mạnh, đôi khi có thể có những hậu quả tiêu cực. Vậy nên tốt nhất những lúc này thì không nên động vào kiểu người này. Khi thất ý, không nên phạm ba điều. Thứ nhất, không tự gây khó cho bản thân mình. Làm điều đó chỉ khiến cho tình cảm bản thân càng tệ hại hơn. Dù bản thân cảm thấy thật vô dụng, thì những lúc thất ý như thế này cũng cần học cách khống chế bản thân. Nếu như ai đó trong số chúng ta có xu hướng này thì tốt nhất những lúc thanh tĩnh, hãy ghi ra mẩu giấy, dán vào những chỗ dễ nhìn nhất để nhắc nhở chính mình. Làm người bất kể thế nào, một người càng tự gây khó cho mình thì tình trạng càng tuột dốc. Thứ hai, không làm tổn thương cho người thân của mình. Đa phần chúng ta hay phạm vào điều này, tuy nhiên hậu quả của nó cũng như mìn nổ chậm vậy. Mỗi khi chúng ta gặp chuyện không vui thì thường hay trút giận vô cớ lên những người thân yêu của mình. Thậm chí có người những lúc buồn chán lại lấy tình cảm ra để trêu đùa, coi đó như việc giải tỏa tâm lý cho mình. Nhưng đợi đến lúc bình thường trở lại, ắt sẽ hai mắt nhỏ lệ, khổ càng thêm khổ. Vậy nên những lúc buồn chán chớ có dại dột mà lấy tình cảm ra trêu đùa. Thứ ba, đổ lỗi cho tình cảm đã qua. Có một số người với nguyên nhân dẫn tới việc bản thân chán nản, xa cơ lỡ vận, thất ý chán trường thì hay đổ lỗi cho tình cảm quá khứ. Một là cứ ôm giữ tình cảm xưa cũ, muốn tìm về quá khứ xa xưa, không thể buông bỏ được những chuyện cũ người xưa. Hai là oán giận tới xương cốt đối với người xưa và muốn trả thù. Cả hai loại này đều chỉ khiến bản thân thêm phần đau khổ không thể giải thoát cho mình. Thưa các bạn kính quý, giờ là sáng sớm tinh mơ ngày 4 tháng 11 năm 2019. Tôi lại dâng các bạn thưởng thức một clip khá dài. Những lời lẽ tôi thưa chắc chắn có nhiều sai lạc. Cúi xin được các bạn đã hạ cố ghé xem thì rộng lòng lượng thứ cho. Tôi cũng phải thưa thêm, còn những ai động chạm, đừng nhảy vào clip này của tôi mà chửi bới các bạn nhé. Các bạn sẽ lộ diện ra ngay thôi ạ. Thành thật xin lỗi, tôi phải thưa câu này. Bởi một số clip của tôi, các bạn vẫn cứ nhảy vào chỉ trích, nói năng chẳng ra gì. Thưa các bạn kính quý, thành thật xin lỗi các bạn. Một ngày mới đang tới, một ngày mới đã tới. Xin kính chúc các bạn chào đón một ngày mới. Mọi người luôn luôn mạnh khỏe, nhà nhà an vui. Và các bạn, tất cả chúng ta được sống trong ngập tràn niềm vui, ngập tràn niềm tin yêu. Xin thân ái kính chào các bạn.